đi Huế nên ăn chè heo quay hay không. Trước khi vô đề món chè heo quay thì mình muốn chia sẻ câu chuyện ăn mâm chè 20 loại của team mình để các bạn tham khảo nha. Vì cái tên món nghe có vẻ hơi kỳ dị nên cả đám rất là hứng thú và tò mò. Còn mình thì ăn 7 năm trước rồi nên cũng không nhớ cái vị nó ra sao. Tụi mình kéo nhau tới quán đối diện công viên gần cầu Tràng Tiền. Vừa vào quán là mâm chè 20 loại đủ màu sắc rất là bắt mắt, đầy hấp dẫn, nó lôi kéo tụi mình phải order ngay vào luôn. Khi ăn xong rồi thì với cái đứa mà không ưa ngọt như mình á thì thấy cũng bình thường thôi, không có gì quá đặc sắc cả. Nhưng đi du lịch mà, kêu ăn thử cho biết. Nếu mà bạn đi team đông thì có thể thử, còn nếu mà đi ít người thì kêu lẻ thôi nha. Đừng có order chi nguyên mâm thế này, nó phí lắm. Giá cho một mâm là 160k. Thực sự thì so với mặt bằng chung của Huế thì nó đắt chứ không có được lắm đâu. Bởi vì chè trong mỗi chén thì cũng rất ít. Tụi mình kêu thêm mấy chén chè heo quay để thử. Mỗi chén thì có 2 viên thôi, giá là 10k một chén. Tóm lại là bữa ăn chè nhỏ nhỏ này đã hơn 200.000. Nói tới verdict chè heo quay thì đây là món gây tranh cãi nhất. Vì chỉ với 6 đứa mà đã có 3 phái ý kiến rồi. 2 đứa thì khen là ngon, 2 đứa thì thấy bình thường, ăn thì vẫn được, còn bồ mình với bà Thảo thì là SOS luôn vì không thể nuốt nổi. Vậy tóm lại là bạn nên thử món chè heo quay để có cái cảm nhận riêng cho mình. Còn cái chè mâm đủ loại thì đi đông muốn thử thì thử. Còn với tụi mình thì một lần thôi người ơi. Lúc mà ra sân bay chuẩn bị về Sài Gòn thì bạn mình nhắn tin kêu là Nhiên nhớ ăn chè hẻm ở Huế nha, hương vị bao tuổi thơ luôn. Nhưng mà mình sắp về rồi có ăn được nữa đâu nên không biết cái vị nó ra sao. Bạn nam ăn chè ở hẻm rồi thì cho xin cái ý kiến nhé. Cảm ơn các bạn đã xem. Mình là Nhiên Thích Ăn, người kể về món ăn và trải nghiệm.